thiên nhiên đã ban tặng cho đảo Lý Sơn quần thể thắng cảnh tuyệt tác. Trên bờ có địa hình độc đáo, còn dưới nước cũng là một hệ sinh thái biển đa dạng phong phú. Lý Sơn còn tồn tại 10 miệng núi lửa đã tắt, cả trên bờ lẫn dưới nước, với trầm tích núi lửa có nhiều hình thù kỳ vĩ. Đây cũng là mảnh đất lưu giữ nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể quý giá, được kết tinh từ ba miền văn hóa là Sa Huỳnh, Chăm và Đại Việt. Làm một cái chương trình là nghi lễ khâu lề mà nó thu nhỏ lại đó ở khách sạn này, và lồng ghép trong đó là những cái bài tròi và hát ru cũng như là thổi ốc u để mà tạo một cái nơi mà giải trí cho du khách ở đây. Và chúng tôi đang muốn là định kỳ chúng tôi sẽ làm hàng tuần. Hướng đến du lịch thông minh và mang trải nghiệm mới cho du khách, đảo Lý Sơn đã gắn 28 mã QR tại các điểm tham quan du lịch và có thuyết minh song ngữ Việt Anh. Nhờ đó, khi đến với các địa điểm tham quan này, quý khán giả chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR là sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về di tích, văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh, điểm du lịch cũng như các loại đặc sản hay nghề trồng hành tỏi của địa phương. Để làm như cái này rất là tốt để cho chúng tôi tới tham quan và du lịch thì cũng biết được cái lịch sử của nơi chúng tôi đến, và chỉ cần quét mã thì nó hiện lên những gì mà chúng tôi cần biết. Thì làm như thế này là rất là hiện đại và rất là tốt. Lý Sơn đang thay đổi cách làm du lịch, không chỉ khai thác những gì hiện có, những điều được thiên nhiên ưu đãi, mà còn phải tạo ra những sản phẩm du lịch đặc trưng, du lịch trải nghiệm hấp dẫn. Nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành địa điểm vui chơi, nghỉ dưỡng, chứ không phải đơn thuần chỉ là một nơi để du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử. Bên cạnh đó, hiện nay, nhiều doanh nghiệp, cơ sở lưu trú trên đảo Lý Sơn cũng đang xây dựng các chương trình để thu hút du khách khi đại dịch được kiểm soát.